Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tự học Tarot cùng Thu Anh và mình là Thu Anh. Mình ở đây để đem đến cho bạn những bài giảng ngắn gọn, xúc tích dễ hiểu nhất về bộ môn Tarot. Và bài giảng của ngày hôm nay là phân tích chi tiết lá 6 xu. Trước khi vào cái bài giảng, các bạn đừng quên là có thể đặt lịch xem trả bài riêng với mình qua fanpage Tự học Tarot cùng Thu Anh. Cũng như là nếu bạn nào muốn theo dõi mình ở cái cấp độ cá nhân hơn một chút thì có thể theo dõi mình qua Instagram magicshop.tarot. Tất tần tật link mình để phía dưới phần mô tả. Ok, để phân tích lá 6 xu thì trước hết chúng ta nhìn vào hình ảnh một tí nhé. Rồi, mình chỉnh camera chút. Với bộ ẩn phụ thì chúng mình hình ảnh nói được rất là nhiều thứ. Có thể thấy là đôi khi một số bạn nhé, đọc ẩn phụ là chỉ cần nhìn hình ảnh cũng có thể nói được. Đấy, không như ẩn chính. Ý nghĩa của ẩn chính có gì đấy trừu tượng hơn và phức tạp hơn. Còn nhìn hình ảnh của 6 xu, ta nhìn ngay thấy một người đàn ông có vẻ giàu có đúng không? Đang làm từ thiện đi cho hai cái người đàn ông quỳ xuống có vẻ nghèo khổ hơn rồi. Cái ông này còn rách dưới. Rồi, người đàn ông giàu làm từ thiện, nhưng mà tuy nhiên một tay thì ông ta cho tiền và một tay thì ông ta cầm cái cân. Đấy, giống như kiểu để cân đo đong đếm. Giống như kiểu là tao cho mày những thứ như thế, tao hào phóng với mày thì liệu tao nhận lại được gì. Đấy, cái lá này là như vậy, cho đi hào phóng giúp đỡ nhưng trong lòng vẫn mong muốn là nhận lại được cái điều gì đó. Có cho có nhận chứ không phải là toàn tâm toàn ý chỉ cho. Đấy, cái người này là cái kiểu người mà làm từ thiện để đánh bóng tên tuổi chứ không hẳn là vì thương. Không phải xuất phát từ lòng tốt. Nhưng tuy nhiên là ta có thể gạt cái mục đích của họ sang một bên. Và nếu mà chỉ nhìn vào hành động của họ, những gì họ làm, thì thật ra là họ đang vẫn đang làm điều tốt. Vì chí ít là họ có làm từ thiện, chí ít là họ có giúp. Đấy, còn mục đích của họ thì ta gạt qua một bên đã. Thế thì cái lá này đối với mình á, nó có cả mặt tốt lẫn mặt xấu. Tốt ở đây là ông này ông ấy vẫn giúp đỡ mọi người. Còn có thể xấu thì không hẳn, nhưng mà tiêu cực một chút là cái sự giúp đỡ đó là để đánh bóng tên tuổi, là để mong nhận lại được một điều gì đó, để cân đo đong đếm tính toán một cái kế hoạch nào đó lâu dài hơn, dài hạn hơn mà chỉ có cái người đàn ông này mới hiểu. Đấy, thì cái lá này là như thế. Tóm lại, trong những tóm gọn bằng những từ khóa thì chúng ta có rộng lượng, cho đi hào phóng, nhưng mà cũng đồng thời là tính toán, cân đo đong đếm thiệt hơn, đánh bóng tên tuổi. Đấy, thì đó là những từ khóa của lá 6 xu. Thì nó cũng không hẳn là những từ khóa tiêu cực hay là xấu. Đấy, mà đôi khi ta có thể nhắm mắt làm ngơ cái chuyện ông này đánh bóng tên tuổi. Bởi vì bởi vì nếu mà ta nhìn vào những gì ông ấy làm cho xã hội thì ít nhất là ông ấy vẫn vẫn giúp đỡ người nghèo, vẫn giúp đỡ những người cần. Đấy, ví dụ như bạn tưởng tượng mà xem, bạn đang trong cái tình cảnh hiểm nghèo, khó khăn, có người muốn giúp đỡ bạn, mặc dù bạn biết là sau rồi bạn sẽ phải trả ơn họ và họ cũng mong bạn trả ơn họ, nhưng mà tại cái thời điểm đó có thể bạn sẽ vẫn phải nhận sự trợ giúp của họ, bởi vì không còn cách nào khác, kiểu thế nhá. Đó. Rồi, thế bây giờ từ khóa thì vậy thôi, nội dung lý thuyết của 6 xu đơn giản vậy thôi. Thế giờ vào phần ví dụ. Ví dụ 1 là tính cách. Thì là như mình vừa nói đấy, cái người này á là một cái người mà dù sao đi nữa thì đây cũng là năng lượng của xu nha các bạn. Mà xu là gì? Xu là vật chất, là những thứ hữu hình, là những thứ cầm được, sờ được, nắm được, thấy được. Đấy, vật chất của cải. Cái người 6 xu á là cái người mà giống như cái ông này, chính ra lại là một người cũng khá là cẩn trọng, làm gì cũng suy tính thiệt hơn, giúp đỡ ai thì cũng phải xem là liệu có nhận lại được gì không. Đấy, liệu cái việc giúp đỡ này có mang lại lợi ích cho mình không. Ta có thể chửi cái người như thế là ôi cái người này là người ki bo, người này là người tính toán. Nhưng mà nếu mà ta sinh ra có cha có mẹ là người như thế này thì thật sự là
người này sẽ biết cách quản lý tài chính của gia đình. Chứ còn cái người mà trong xã hội hiện đại nhá, cái người mà có bao nhiêu cho hết bấy nhiêu đấy, cái người mà ví dụ trong túi chỉ còn 20 đồng nhưng mà đi ra đường thấy người ăn xin đáng thương quá, thôi cho họ hết cả 20, thế là về nhà vợ con chết đói thì lại chưa chắc đã tốt cho gia đình. Người đàn ông kiểu thế, chưa chắc tốt cho gia đình, chưa chắc đã tốt cho vợ con đó. Còn cái người này ý, không phải là họ không cho, họ có cho, nhưng mà họ sẽ cho, ví dụ như là họ có 20 đồng, họ sẽ cho đến 2-3 đồng, và làm thế nào đấy mà họ phải cam đoan chắc chắn rằng là có ai đấy chứng kiến việc họ cho 2-3 đồng đấy, rồi cái việc họ cho 2-3 đồng sẽ được đăng lên báo đấy. Hoặc là cái đây mình lại liên liên tưởng đến mấy cái drama gần đây của giới nghệ sĩ, tức là làm từ thiện thì làm kêu gọi từ thiện á, đấy các kiểu như thế. Thì có thể là cái việc đó chỉ là đánh bóng tên tuổi của họ thôi, nhưng mà dù sao đi nữa thì việc họ làm vẫn đang có ích cho xã hội. Đó là họ có từ thiện đấy, là trong trường hợp họ có gửi tiền thật. Ok. Đấy. Đấy thôi. Thì đấy là tính cách của người sáu xu. Thế bây giờ vào với chủ đề tình cảm. Tình cảm anh ta dành cho tôi mà ra sáu xu ái chà. Anh ta vẫn là tốt với tôi, đồng ý, vẫn thương tôi, chiều tôi, nhưng mà cảm thấy là có cái động lực nào đấy để yêu chiều tôi, chứ nó không xuất phát từ tình yêu thuần túy. Có thể là nhà tôi giàu, tôi là có tài sản thừa kế, bla 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 bla, nói chung là có cái gì đấy ở tôi mà đại để như anh ta biết là sẽ nhận lại được đấy. Mình cũng nhắc lại một lần nữa là cái kiểu người như thế thì chưa chắc đã đáng lên án, chưa chắc đã đáng lên án nhá. Đấy, tùy vào cái mức độ. Thật ra cái người này ý, không đến cái mức là lợi dụng đâu, mà đối với người này thì mọi thứ phải là mối quan hệ cho đi nhận lại công bằng. Đấy, ví dụ tôi cho cô thỏi son, tôi cho cô tình yêu, thì để xem là cô cho tôi được cái gì. Cô chăm con cho tôi, cô chăm sóc tôi. Đấy, kiểu như thế. Cô tôn trọng tôi thì tôi cũng tôn trọng cô. Đấy, kiểu của sáu xu là thế. Ta cho mày một thì mày cũng phải cho tao một. Ok. Rồi. Chính là mình thấy cái người sáu xu khá là công bằng, khá là công bằng. Chẳng qua là cái sự tỉ mỉ tiểu tiết tính toán thiệt hơn của anh ta có thể khiến cho những người khác xung quanh cảm thấy nó bị thiếu chân thành, thiếu chân thực. Nhưng mình thì mình vẫn nghĩ có thể cái người này là cái người khá là lý trí. Đấy. Rồi. Nếu mà một mối quan hệ đang cãi nhau, hai bạn đang cãi nhau và bạn ấy không biết là có nên chia tay hay không, lời khuyên cho cái mối quan hệ này mà ra sáu xu đó thì có thể là bài đang khuyên bạn ấy là trước khi chia tay thì hãy thử cân nhắc lại, có thể là đặt lên bàn cân xem đấy, là có thể cái bạn đang bạn hỏi bài á, bạn đang có xu hướng nhìn vào cái phần tiêu cực của cái mối quan hệ, mà bạn hãy thử suy nghĩ lại một chút xem đấy là những gì mà anh ta đã làm cho bạn đấy, và so sánh với những gì mà anh ta gây ra cho bạn thì cái nào nó trội hơn. Đấy, chứ kiểu đừng vì một cái lý do đơn giản đấy là anh ta thường xuyên quên mất trả lời tin nhắn của bạn, trong khi là anh ta rất là chiều chuộng, anh ta lúc nào cũng cố gắng ở bên cạnh bạn khi bạn cần, chỉ là anh ta có một cái tính xấu là đôi khi đọc tin nhắn mà quên không rep đấy. Có rất là nhiều nhiều trường hợp khác nhau để nói về cái lá sáu xu này đấy, nhưng mà trong cái câu hỏi đó thì có thể nói là hãy cân nhắc lại, hãy cân nhắc lại một chút. Rồi đấy, hoặc còn trường hợp nếu như trường hợp là bạn này ở trong một mối quan hệ quá độc hại, toxic, và bạn ấy thì lại vừa muốn bỏ vừa muốn không bỏ đấy, thì mình đa lá này lại bảo thế bây giờ mày thử đặt lên bàn cân xem những gì mà nó làm cho mày và những gì mà nó gây ra cho mày, cái nào cái cân nào nó nặng hơn.
À, ví dụ như là ok, nó chiều chuộng mua cho mày thỏi son cái ví, nhưng mà nó mua thỏi son xong nó đấm cho mày sưng mặt chảy cả máu mồm, thế thì có đáng hay không, kiểu vậy. Đôi khi ra lá này thì chúng ta có thể khuyên bạn hỏi là hãy lý trí một chút. Đôi khi chúng ta cần sự tính toán thiệt hơn trong cuộc sống. Bởi vì bạn đồng ý với mình không? Đấy là nếu mà bạn sống mà hoàn toàn theo cảm tính nhé, thì cuộc sống của bạn thường là gặp rất là nhiều vấn đề. Bạn cứ để ý những người mà sống theo cảm tính thường là gặp rất nhiều vấn đề. Còn những cái người chính là những cái người mà tính toán một chút, vật chất một chút thì cuộc sống của họ an toàn hơn. Còn những bạn sống hoàn toàn dựa theo cảm tính thường sẽ ra những quyết định sai lầm. Đấy. Rồi, đến phần công việc nhá. Bạn hỏi là trong thời gian tới có tìm được việc không? Giả sử đang thất nghiệp mấy tháng vì Covid rồi mà ra 6 xu thì có thể là có tìm được việc, mà việc ở đây là do có người giúp đỡ. Nhưng mà cái người giúp đỡ này á, là họ mong là bạn sau này sẽ trả ơn họ. Điều đó không đồng nghĩa với việc là mình bảo bạn không nhận sự giúp đỡ của người này. Nhận thì cứ nhận thôi, sau này ta báo đáp được thì ta cứ báo đáp, đúng không? Đấy. Rồi, tiếp đến là còn về nội dung công việc như thế nào, người này là kiểu người như thế nào thì chúng ta có thể rút thêm nhé. Một mình cái lá này thì chưa đủ thông tin để chúng ta nói nhiều như thế. Rồi, đến cuối cùng là bạn hỏi trong công việc thời gian tới có lưu ý gì không? Hiện giờ đang làm nhân viên văn phòng bình thường mà ra 6 xu thì có thể đấy, giống cái câu hỏi vừa nãy, trong thời gian tới bạn ấy có người giúp đỡ, có cơ hội đem đến cho bạn, nhưng mà cái cơ hội này á, đồng nghĩa với việc là bạn sẽ phải trả lại cho người ta sau này, trả lại một cái gì đó. Ví dụ như là họ giúp đỡ bạn nhá, vì họ biết là bố bạn làm to, bố bạn là sếp của công ty đấy, công ty bạn đang làm. Họ giúp bạn vì họ muốn được bạn về kể cho bố nghe là họ đã giúp con của sếp đấy, và sau này bố bạn sẽ giúp họ thăng tiến, bla bla bla. Có rất là nhiều trường hợp kiểu như vậy. Ok, thì đấy là ý nghĩa của 6 xu. Với mình thì lá này mang tính trung lập nhiều hơn là xấu hay tốt. Rồi, chắc là mình sẽ dừng cái bài giảng ngày hôm nay tại đây, cũng đã hoàn thành rồi. Cảm ơn các bạn một lần nữa đã lắng nghe, và đừng quên là ấn like video, theo dõi kênh cũng như là bình luận để giúp cho kênh tăng tương tác nhé. Cảm ơn các bạn một lần nữa. Chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye.